tháng giêng thì lúa xanh già, tháng 2 lúa trổ, tháng 3 lúa vàng. Các trà lúa ở Hậu Giang hiện nay đang bước vào giai đoạn trổ những ngày đầu tháng 2 năm 2021. Gió xuân thổi nhẹ đưa hương lúa thoang thoảng khắp nơi. Những bông lúa phấp phới trong nắng xuân như mời gọi bà con nông dân ra đồng thăm lúa. Giá lúa hấp dẫn là một thông tin tốt đẹp cho bà con nông dân. Giờ đây, việc thăm đồng mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc và hy vọng của bà con trong năm mới. Cây lúa trổ giai đoạn giáp Tết có đủ nắng nên nhìn rất đã mắt. Khi miêu tả về các bông lúa vừa nhú ra khỏi họng lá cờ thì hai từ trắng bông, sáng hạt được nhà nông Nguyễn Văn Quốc nhắc đến đầu tiên. Là một nhà nông thích nghiên cứu, anh Quốc thường xuyên ra đồng kiểm tra dịch hại, từ đó có những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho ruộng lúa nhà mình. Theo lúa năm nay đến thời điểm này là cũng như là 23, 24 rồi sắp hết rồi, nhưng mà chỗ cái lúa là dòm thấy cái bông nó cũng sáng, nó cũng đẹp. So với mọi năm thấy dịch bệnh là thấy nó cũng ít hơn so với mọi năm. Sâu lá thì đặc biệt vụ này là thấy chung là thấy sao nó sạch sẽ ra trên ruộng. Còn dày thì nói chung nó cũng có, nhưng mà có chỉ có vài con trên ruộng, nói chung có một số nó chưa có cao như mọi năm. So với mọi năm lúc này nhặt ra là dưới gốc là vàng thật hết. Sâu cuốn lá thì thấy nói chung nó cũng năm nay nó cũng ít, nhưng mà cái lượng thiên địch nó chắc sáng mỗi lần sáng mình ra mình thăm đồng dòm nhện văng đặt hết trơn. Rồi mỗi buổi trưa thì bọ rùa kiến bao thang thấy nó cũng bò lên nhện cũng nhóc, nói chung thiên địch nó cũng nhiều trên ruộng, bởi vì mới sau không xử lý. Mặc dù nhìn thấy rõ những biểu hiện tốt đẹp của ruộng lúa đang trổ nhưng vẫn chưa khiến anh Quốc an tâm. Sự thay đổi liên tục của thời tiết giai đoạn vừa qua làm anh Quốc cảnh giác hơn trong khâu thăm đồng. Với kinh nghiệm quan sát nhiều năm, anh Quốc phát hiện vài điều bất thường trên các bông lúa đang trổ. Những hạt trắng xuất hiện hay việc các ruộng lúa cùng một giống nhưng lại trổ khác nhau rõ rệt là những thắc mắc của anh Quốc. Chuyến thăm đồng sáng nay cùng kỹ sư Lê Trần Hoàng Vũ đã giải thích rõ các vấn đề này. Có đặc biệt con cái nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà mỗi cái bông lúa tất cả các loại giống luôn, như là hồi nãy giờ đi thăm là đài thơm thì OM nè, ST24 rồi BT gì, xem mà cái mỗi giống nào nó cũng bị là cái ở trên đầu á, nó trắng nó mất là khoảng 5-7 hột, rồi trắng đầu thì nó trắng ở dưới cái cuối cái bông cái gốc dưới á nó cũng khoảng 6-7 hột nữa, là nó cái đó là bị nguyên nhân gì. Kính thưa bà con và tất cả quý vị, thì theo thông tin chia sẻ của anh Quốc, năm nay thì gần Tết tới, lúa trổ rất là đẹp. Khi mà trổ ra thì tình hình những cái bông lúa nó rất là trắng, sáng, sạch bệnh. Nhưng mà khi lại gần mình quan sát đó bà con, có những cái hộp ở trên đầu cũng như những cái hộp ở cuối cái góc chỗ cổ bông của chúng ta đó, nó sẽ bị trắng và bị hư hại đi. Và vấn đề này thì ở những video clip vụ hè thu năm rồi, Hoàng Vũ cũng đã nhắc tới, nó kêu là bệnh lép trắng hay là cái hiện tượng xanh non. Thì đối với vụ đông xuân năm nay, có một khoảng thời gian khi cây lúa của chúng ta làm đồng nó trùng với khoảng thời gian mà tiết lạnh từ sau Noel cho tới nguyên cái tháng 1. Và trong cái thời điểm đó thì cây lúa nó có những giai đoạn nó sẽ ngừng trao đổi chất, do đó những cái hộp này nó sẽ không được cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết để nó hình thành cái hạt lúa hoàn chỉnh. Từ đó mà chúng ta sẽ thấy là nó khi trổ ra bị hư hại ở phần đầu bông hoặc là cái phần gần cái cổ bông của chúng ta. Mình thấy thì ít, nhưng mà sự mất mát này so ra với diện tích lớn thì nó là một cái lượng lúa rất là lớn nha bà con. Do đó thì trong cái cách chúng ta kiểm soát hiện tượng này phải bắt đầu ngay từ giai đoạn làm đồng. Khi cây lúa còn trong bụng thì mình sẽ bổ sung những cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng hoặc là những nhóm chất chung quy lượng mình bổ sung vào giai đoạn làm đồng. Và nếu bà con ở thời gian trước mình chưa có cải thiện thì ngay lúc chỗ lẹt xẹt bà con mình sẽ dùng những nhóm chất điều hòa sinh trưởng cộng với dinh dưỡng mà chứa chất bo đưa vô thì nó sẽ hạn chế được hiện tượng mà trắng đầu bông. Đó là cách để giúp cho bà con mình bảo vệ những cái hạt lúa, cải thiện cái tình hình trắng đầu bông trên các trà lúa trổ hiện nay. Có khác hay có khác đặc biệt, con cái cũng cùng một thứ giống xạ cũng nhà, nhưng mà sao có một miếng á lại nó chỗ là phe bông là dòm mình không thấy một cái lá,
còn có miếng thì cái chỗ nó cà núp cà dấu nó không có phe bông, nên nó thấy là cái có hai cái là nó khác nhau, mỗi một bên á là nó phe lắm phe, còn bên này nó không có phe. Nguyên nhân không biết sao. Cái việc mà phe bông hay dấu bông thì nếu mà khác giống với nhau chúng ta không có so được các bạn. Ví dụ như đặc thù của giống 504 thì nó sẽ chỗ rộ một lần, còn những cái giống giống như là ST24 hoặc 25 hoặc RBT thì bà con mình sẽ thấy là do cái đặc tính lá nó dài cho nên mình thấy thường là nó giấu bông. Nhưng mà nếu trong cùng một giống lúa trên cùng một cánh đồng miếng nào phe bông thì thường là cái bông nó sẽ ngắn và nó có xu hướng là nó sẽ dài hơn lá đồng chúng ta một chút, chứng tỏ là cái khâu dinh dưỡng chúng ta bón trong thời gian trước các bà con nó sẽ bị thiếu hụt. Còn đối với những miếng lúa mà khi mình vuốt cái bông lên mà so với lá đồng nó bằng cái lá đồng hoặc là nó thấp hơn cái lá đồng của chúng ta khoảng 3-5 phân thì đó là những miếng lúa đủ phân. Và sau này bà con mình sẽ thấy khi mà trổ ra đến giai đoạn cuối bông thì bà con mình nếu mà đứng từ xa mình sẽ không bao giờ thấy được cái bông lúa, chỉ thấy những cái lá thôi, và đó là những cái miếng ruộng mà sẽ phát huy được hết tiềm năng năng suất. Có hiện tượng khác lạ, thấy sao mà mấy cái gò dạch ra thấy nó xuống lá chân lá ủ rồi thấy nó xấu, rồi cái mỗi lần mình dỗ lên thấy có mấy cái con gầy mà trắng trắng kêu gầy phấn trắng gì đó, nhưng mà không biết cái cách phòng trị nữa là sao. Và vấn đề cuối cùng mà anh Quốc quan sát, Hoàng Vũ cũng đã đi nhiều miếng ruộng trong vụ đông xuân này thì thấy những chỗ gò bà con mình thấy nó sẽ xuống lá chân. Mình tưởng là gầy nâu nhưng mà khi mình lại gần mình dập gốc không có thấy gầy nâu mà mình sẽ thấy con gầy phấn trắng. Ở đây vấn đề bà con mình đặt ra là có nên xử lý hay không, và chúng ta sẽ đánh giá thực tế trên ruộng. Nếu như ở những miếng ruộng mà bị gầy phấn trắng tấn công nặng, lúa chỗ chậm hoặc là vô gạo chậm và lá bị vàng thì bắt buộc chúng ta phải xử lý. Còn như xa xa có một hai chỗ thì mình bỏ cũng được bà con. Nhưng mà trong cái cách xử lý gầy phấn này có hai vấn đề mà bà con cần quan tâm. Thứ nhất là mình phải sử dụng những sản phẩm thuốc trừ cau rầy, nó không ảnh hưởng tới bông lúa. Nó phải có dạng giống như dạng EW, dạng sữa thì nó không gây nóng lúa. Và thứ hai là mình phải kết hợp với chất thấm sâu 30 giây để mình làm tan cái lớp phấn trên người của con gầy phấn. Nếu bà con mình không trồng chất thấm sâu thì mình phun thuốc không có trúng nó được, do nó có cái lớp phấn bao quanh. Mình phun nước vô là nó không dính mà con. Và cái ý nữa là con này nó bay, nó nghe tiếng động là nó bay liền, do đó chúng ta sẽ để cái vết phun là cao hơn cái mặt bằng ruộng nó khoảng 1-2 tấc là mình sẽ xử lý được tốt hơn. Tổng quan của vụ đông xuân năm nay hiếm có những dịch hại nguy hiểm ở giai đoạn trổ, thay vào đó là những vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và sinh lý cây trồng. Chất điều hòa sinh trưởng Brassinolide tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong các tình huống này. Khi bổ sung cho cây lúa ở giai đoạn làm đồng và trổ lẹt xẹt sẽ giúp cây lúa ổn định các quá trình trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, thúc đẩy các quá trình silic hóa của vỏ trấu và tăng cường sức sống cho nhị đực của hạt lúa. Cụ thể trên ruộng của anh Quốc hiếm thấy hiện tượng lép trắng mà thay vào đó là những bông lúa sáng chắc, sạch bệnh, hứa hẹn cho năng suất cao. Nếu mà mình muốn biết cũng dễ ra cái lúc mà lúa mà cuối công cái me nó chín sáp á, là mình cầm cái nắm lúa mình vuốt lên từ dưới mình gom lên, còn mình vuốt thẳng lên. Nếu mà vuốt mà năm nào mà thấy mà vuốt thẳng lên vừa tới cái chớn bông cỡ chừng một phần bông là thấy cái tay mình mà nó cứng á, là năm đó chắc ăn là lúa mình năng suất sẽ cao. Nếu mà vuốt đi luôn là năm đó lúa sẽ thất chắc luôn, bởi vì nói chung là cái hột nó không có chắc hùng, nó sẽ thưa bông. Còn nếu năm nào mà vuốt chặt tay nào lúa chút nữa.